Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki Gaming. Bạn có thắc mắc về Free Fire, comment một câu và có thể mình sẽ trả lời bạn vào cuối video này hoặc là video sau nha. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Gaming. Và sáng nay thì bên Anna Free Fire đã mở sự kiện đêm ma mị, tiêu diệt zombie, lật thẻ trúng quà. Điều quan trọng mà chúng ta phải làm sao có thật nhiều chìa khóa, phải kiếm được nhiều chìa khóa nha anh em nhá. Ok, sự kiện này cũng đơn giản thôi, chúng ta lật đủ 9 mảnh ghép và chúng ta sẽ được nhận khẩu AK Thiva, AK lãng tử âm nhạc free. Và chúng ta điều chúng ta cần làm là gì? Là đi hạ xác sống hoặc là quái vật trong chế độ sinh tồn hoặc nạn dịch zombie để mà có thể nhận được chìa khóa này. Nói chung là sự kiện này khá dễ hiểu thôi, cứ đi bắn zombie. Đấy, bắn tất cả loại zombie, zombie đều sẽ có xác suất rơi ra chìa khóa, hoặc là các bạn đi đánh con zombie to. Đấy, đánh con cây siêu to khổng lồ anh em ạ. Hôm trước tôi đã có hé lộ cho anh em. Và bây giờ đi tìm thôi nhỉ, đi tìm con cây to thôi, con cây to thôi. Ok, ở trên bản đồ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên 3 cho đến 4 con cây siêu to khổng lồ luôn. Và ở đây chúng ta nhìn thấy một khoảng thời gian đếm ngược này. Sau khoảng thời gian đếm ngược này thì nó sẽ xuất hiện. Và nói chung là nó khá căng. Và mình khuyên anh em là nên chơi cẩn thận, tại vì là ngoài con zombie ra thì còn có cả những người chơi khác cũng sẽ chờ đợi để ăn thịt, để săn tìm chúng ta. Đấy, ok. Lâu lắm rồi bên Anna Free Fire mới có một cái sự kiện hay như thế này anh em ạ. Lâu lắm rồi mới có một cái sự kiện mà cảm giác đi đánh một con gì đấy, bắn một con gì đấy để mà có thể nhận được quà. Lâu lắm rồi. Wow, chờ bao nhiêu lâu bên Gà Rán mới có một sự kiện như thế này. Có lẽ là phải từ cái hồi cách đây khoảng 2 năm trở lại đây, bên Gà là ra những cái sự kiện nó tương đối nhạt nhẽo. Đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ có một sự kiện đi đánh boss ở trong bản đồ rất là hay. Đấy, đi đánh chùm, tôi rất thích sự kiện đi đánh chùm, tại vì cảm giác ngoài cái chuyện mà chúng ta sinh tồn thì chúng ta còn phải chiến đấu các kiểu đó, nó phải hay như thế chứ. Còn ví dụ như là loanh quanh luẩn quẩn mấy cái sự kiện gần đây toàn đi nhặt huy hiệu thì nó rất là chán. Cảm giác là game đang quay trở về năm 2020 anh em ạ. Sướng thật sự. Thì hy vọng là những cái sự kiện sau này bên Anna Free Fire thiết kế nó tốt một chút để cho chúng ta ấy, được gọi là trải nghiệm. Đấy, ôi bắn nhau rồi, bắn nhau rồi, đã có một số ông ta đi sấy con cây rồi. Nhưng mà con cây nó hiện ra đâu mà sấy các bạn ơi. Úi giời, có thằng tên là đờ em tới tấp vãi cả tên. Và tên mất dạy thế nhở. Đấy rồi, nhảy xuống đây à, nhảy xuống đây xin nhẹ cái mạng một cháu. Ôi, cháu ơi chạy về nhà, cháu ơi chạy về nhà, sấy cháu hỏng người, sấy cháu hỏng người. Nói chung chế độ này anh em cứ đi tìm khẩu M249X nha, hoặc là khẩu COD. Đấy, những khẩu đấy sẽ phục vụ cho chuyện đi tiêu diệt con zombie. Đấy, nhưng mà trước tiên ấy, trước khi bắn zombie ấy thì phải hạ gục mấy thằng người trước đã. Đấy, chúng nó cứ chạy loanh quanh ở bên ngoài bản đồ này. Đấy, à đây ơi, đây ơi. Trời ơi, buồn ngủ gặp chiếu manh. Nguyễn Thị Anh Thư thịt bạn lưu. Thịt luộc luôn. À, thằng chạy về nhà. Thịt luộc luôn. Định ăn tôi á, không được đâu. Mỗi người sẽ có một lần hồi sinh free nha anh em nhá. Mỗi người sẽ có một lần hồi sinh free nên anh em cứ chú ý. Cái con NT Anh Thư nó bị mình thịt một lần rồi, xong nó lại quay lại rank chiến mình tiếp. Từ từ nhá. Chưa đấy, anh em nhìn con cây chưa? Đấy, ở đây chưa bắn được đâu, phải đến vào trong cái tầm màu xanh xanh ấy thì mới bắn được nó. Nhưng mà từ từ đã, cái quan trọng bây giờ tôi phải kiểm tra xem là xung quanh đây còn thằng nào loanh quanh ở đây hay không. Đấy, còn người là nguy hiểm nhá, còn người là mình đang bắn nó lại thịt mình. Đấy, chúng nó đang tự đi bắn con cây rồi, mình ra mình thịt luộc chúng nó thôi, đấy, đổi khẩu COD này hợp lý này, khẩu COD bắn con cây rất là ngon. Đấy, súng nào càng nhiều đạn bắn cây càng tốt. Ôi xôi ôi, zombie nó lại còn ra nó vã mình như này. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Ui, những con cây kinh quá anh em ạ. Và nhìn nó, con này trông giống cái game Plan vs Zombie anh em. Ui, nó khạc kìa. Vâng, phải nó khạc vào bên trong cái nhà xe. Như vậy thanh niên đứng trong nhà xe à. Ui, và nó lại còn thả tên lửa ra truy đuổi mình à. Ôi, thanh niên này bị nó giết trong nhà xe rồi. Vâng, thanh niên bị con cây giết rồi. Ôi, đây rồi, đây rồi, thanh niên không để ý, thanh niên đang mải bắn con cây, không để ý đến, mình đã đến gần, hết choạt, đấy, mạng ATM ác quỷ. Cứ phải thịt chúng nó đã, cứ phải thịt luộc chúng nó đã, con cây bắn sát thật đấy. Con cây nó xả sát thương rát nó phết anh em ạ. Giết con cây này chúng ta sẽ được khoảng 15 cái chìa khóa, 12-15 chìa khóa nha anh em nhá. À, nhìn nó rất phê luôn, nhìn cây phê nhỉ. Ôi, vẫn có người kìa,
Trời ơi, bạn chạy ra gần con cây thế, nó giết bạn bây giờ. Đấy, ui con cây nó còn thả tên lửa kìa. Đấy, này thì bắn cây này đào duy khoa. Đấy, bây giờ tôi mới chuyển đến chế độ bắn cây. Bắn cây anh em bắn thẳng vào trong mồm nó sẽ được tính headshot nhá. Đấy, bắn vào trong mồm nó sẽ được tính headshot. Ở đấy, đấy, anh em thấy chưa? Bắn thẳng vào trong họng nó, bắn vào cái lưỡi ấy sẽ được tính headshot. Đấy, xoay. Tuyệt vời, xây cây bách nhè luôn. Mà nguy hiểm quá nhỉ. Vâng, tôi đang cảm thấy hơi rén. À đây ơi, có một thanh niên nữa ở đây. Vâng, cảm thấy hơi rén. Nhưng mà xung quanh đây vẫn còn khá đông người. Đâu ơi, ui thả bom mà tôi anh em ạ. Đấy, này thì múa với chúng tôi này. Múa với chúng tôi. À, ngon ngay. Anh em, xôi ông này còn cầm cả M79, mì 7 chớn nữa. Wow, đây rồi, tôi quay lại. Chắc là hết người rồi. À, ui, con này bắn kinh ấy. Ây à, con bắn khiếp ấy bạn ơi. Và bạn cây, ui con cây nó bắn kinh ấy. Con cây nó có 3 kỹ năng. Một kỹ năng là khạc ra một cái quả cầu tím, cái này không đau lắm. Hai là nó sẽ dặn ra một tràng tên lửa. Và ba là nó sẽ xì độc ra xung quanh. Đấy, đấy, ui, nhìn ghê chưa, thả bom này. Và thả bom. Và đang dặn thả bom. Ơ kìa, chết rồi. Trời, tôi vừa bị thằng nào ám sát anh em ạ. Đờ mờ nhà nó, trời ơi. À, nó thịt mình rồi. Nó lại chơi lại từ đầu à. Và toang, tôi vừa bị một thằng nó ám sát anh em ạ. Cay thế nhở. Cay thật đấy. Quá cay rồi bán thịt xay. Ok, và xong khoảng thời gian đi tích lũy lại đồ, tôi quyết định là chuyển qua con cây khác vậy. Và tôi bị một thằng kia nó ám sát anh em ạ. Cay thật sự đấy. Quá cay rồi bán thịt xay. Ở đây có một thằng con cây này còn là 28 máu thôi. Còn là 28% máu thôi. Mình ra cái đây rồi. Đây rồi. Kìa con cây. Đùa, con cây nó thả cái xì độc khó chịu ấy nhở. Đấy, ui, con zombie mới này. Đấy, cái con này con zombie mới anh em nha. Bắn chết con này là nó tự tỉnh lại. Nó có một lần tự hồi sinh. Đấy, nó một lần tự hồi sinh anh em. Trông ghét thật đấy. Trông như kiểu cái thằng mặc đồ cosplay ấy. Rồi nha, con cây nha, để cậu thịt luộc cái thanh niên này đã. Có một thanh niên nữ ở đây đang rình rập tôi. Tôi phải thịt luộc thanh niên này đã. Đây rồi. Đây rồi, đôi giày. Nó kiểu gì nó cũng sẽ cố gắng ra. Nó bắn con cây anh em ạ. Đây rồi. Đây rồi, kia chơi nhầm súng. Ây à, ai chà, lại còn chơi cả bông keo để chắn sát thương à, ghê đấy nhở. Ui, chạy đâu con sâu, à, vừa bị cả mình cả cây nó bắn, heavy huy, khổ thân thanh niên, vừa bị cả người cả cây bắn thì lấy cái gì đỡ, con cây bắn đau thế, con cây bắn rất nhanh, gần như là không thể né được cái chiều con cây đâu. Đấy, tôi nghĩ là tầm này còn nó 5 người chắc là cũng kết thúc rồi, chắc cũng hết rồi. Mình tập trung mình tấn công nốt con cây để lấy chìa khóa phát Glo ra X này. Đấy, đổi qua Glo ra X này. À, ok luôn. Ok con dê luôn. Ôi nó thả bom này. Bom này trúng phát nó khi chết luôn đấy anh em ạ. Đấy, cứ mồm nó, cứ bắn vào lưỡi nó nha anh em nhá. Bắn vào lưỡi nó. Cứ bắn vào lưỡi nó là chiến. Đấy, cứ bắn vào lưỡi là ngon, để tôi đến gần con cây để tôi chiến với nó. Ấy như đây vẫn còn người. Đây vẫn còn người. Úi giời, có một thanh niên. Thanh niên định đến hốt hàng mình đi mà. Định đến hốt hàng tôi. Và chạy đi. Ui con cây bắn kinh thế. Cây bắn rát thật đấy. Chạy đâu con sâu này. Hào idol này. Chạy đâu con sâu. Mình quá khỏe luôn. Ra chiến con cây luôn. Chiến cây luôn. Đến gần chiến cây luôn. Ui nó thả tên lửa kìa. Chiến con cây luôn. À làm sao. Ai chà. Ai chà, chít thịt. À, này, ai sai. Anh nghe thấy không? Đã thịt đơn cây rồi. Đỉnh của chắp, chắp và đỉnh luôn. Em rất hay đấy. Ui dồi, chìa khóa giải đố nó gọi là sung xuê luôn. Nhặt bách lên nhè luôn. À, chìa khóa giải đố, chết rồi. Đến bo đến rồi à? Nhặt chìa khóa nhanh rồi té. Ui, súng Gatling này. Ngon chưa? Đấy, bắn con cây xong rồi nó sẽ có rơi ra 5 bãi đồ nha anh em nhá. Vào đây mà húp mấy cái chìa khóa thôi. Đấy, húp chìa khóa té thôi. Đấy, rồi. Cũng được khá chìa khóa rồi đấy. Một lần mở cái tranh thì sẽ mất 10 chìa khóa nha anh em nhá. Ui, hay là ăn nốt này nhỉ. Hết máu rơi. Đi thôi. Vào bò thôi. Cố gắng kiếm cái top 1 cho nó Hawaii. Cố gắng kiếm cái top 1 cho nó Hawaii anh em ạ. Ngon rồi. Ê, thơm ngon ngọt thịt. Mỗi tội là bên trong bóng bo này chả luôn cây nào. Tiếc quá nhỉ.
Đấy, chẳng có cây nào như là như vậy. Là cả bản đồ này vừa rồi thì có mỗi 4 con cây thôi. Mình có một thằng ở đấy nó ăn được một con, mình ăn được một con, còn hai con vẫn còn sống. Cái con ở khu dân cư vẫn còn sống anh em ạ. Buồn sương sương. Đấy, buồn sương sương luôn. Kể ra mà ăn được thêm con đấy nữa thì nhiều khóa, ăn được thêm con đấy nữa thì nhiều chìa khóa đấy. Nhưng mà thật ra nếu mà anh em ngại ở đấy thì anh em có thể đi đánh mấy con zombie thường, nó cũng rơi chìa khóa nhá. Mỗi tội nó ít thôi. Đấy, nó ít thôi. Đâu rồi? Đấy, có một thanh niên nào, của xe à, xe của chúng tôi, kìa, sao nó cứ bắt tầm con zombie, kìa, nó cứ bắt tầm zombie, thôi xong rồi, ui, ai chà, chít tịt, thanh niên nhảy bắn tôi, làm sao, mày làm sao, nhà cậu nhiều keo lắm, đấy, xuống đây, không cầm xuống à, nó chạy đâu ấy, đây, chạy ra ngoài bò, như nào, tự hủy à. Vâng, thanh niên tự hủy à. Ui dồi ôi, hào idol à. Ui giời, thằng này nó lại bị mình thịt. Bây giờ nó quay trở lại nó thịt mình. À, chắc thanh niên này không có súng. Anh em chắc không có súng, mới xuống lấy cái xe chạy vào bo thôi. Thanh niên hào idol nãy vừa bị tôi thịt xong mà. Đấy, khổ thân thật sự. Thế ăn được cái buya rồi. Ăn được cái buya rồi. Mượt thật sự, 9 kill. Mỗi đội là giết zombie hơi ít. Tổng cộng là được bao nhiêu huy hiệu đây? À, được 17 chìa khóa thì mở được mỗi một nháy. Đấy, nhưng mà sự kiện này cày dễ nha anh em nhá. Đặc biệt là ví dụ anh em cứ chơi team 4 ấy, chơi team 4 đi cày chìa khóa rất là dễ. Nói chung là đây là một sự kiện hay. Cá nhân mình đánh giá lâu lắm rồi Ghana Free Fire mới có một sự kiện hay như thế này. Và cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ri, đừng quên để lại mình một like, một subscribe, được đẹp tribe, được xinh gái nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại anh em trong video lần sau. Giờ vào game săn zombie thôi anh em. Bye bye. Bye.